Chúng luôn phải leo lên từng bậc thang thứ bậc. Những con đực nhỏ luôn phải đứng dưới những con đực lớn hơn. Ngay cả khi chơi, những con đực mới lớn cũng luôn phải nhường nhịn. Ở đây, hai con khỉ cái mới lớn chơi đùa với nhau, không thèm để ý đến con đực mới lớn kia. Cuộc sống như vậy vẫn tiếp diễn trong xã hội của loài khỉ móm chó. Chơi đùa là một hoạt động không thể thiếu hàng ngày. Điều đó giúp chúng thân thiện với nhau, đồng thời cũng cho chúng biết chúng có vai trò quan trọng trong đàn hay không. Những đàn khỉ lớn luôn có nguy cơ bị phân tách, nên những con khỉ cái thuộc tầng lớp trên luôn thể hiện sức mạnh của mình. Những con đực cũng biết rõ bổn phận của mình. Chúng thường giúp đỡ những con khỉ cái đó. Những con khỉ cái không đủ sức mạnh, chỉ còn cách lảng ra chỗ khác và yên phận với vị thế của mình. Những con đực làm tốt nhiệm vụ bảo vệ cho cả đàn được những con đực khác tôn trọng, và vô hình chung nó cũng trở thành con đực nổi bật nhất mà những con khỉ cái luôn để mắt tới. Mông của khỉ cái thường sùi lên những cục đỏ rất lớn. Khi những cục đỏ lồi lên cũng là lúc loài khỉ móm chó Somali đã đến thời kỳ động dục. Đó cũng là dấu hiệu báo cho những con đực biết. Tuy nhiên, chúng chỉ để cho những con đực ở gần và những giờ cao điểm. Con đực này đã phải trải qua những trận chiến khốc liệt. Nó phải vượt qua nhiều cuộc tranh đấu bằng chính sức mạnh của mình. Điều đó rất có ý nghĩa trong việc duy trì nguồn gen tốt cho những thế hệ sau. Đây là một con khỉ đực mới lớn, chưa trưởng thành. Nhưng con khỉ cái vẫn để nó thực hành những bài học đầu tiên. Quá trình giao phối không có mùa nhất định nào. Sau 6 tháng mang thai, khỉ cái sẽ sinh con. Khỉ móm chó mẹ thường cách ly khỉ con trong vòng vài ngày sau khi sinh. Khỉ con mới sinh cần phải biết nhận biết đâu là mẹ mình sau khi trở lại đàn. Nó vẫn kiên trì tiếp tục tìm cho đến khi nào thấy thì thôi. Đôi khi nó không tìm thấy. Con khỉ con này không may mắn, nó không tìm được mẹ, đành phải tìm tới những con khỉ mẹ khác. Tuy nhiên, những con khỉ mẹ kia vẫn đang nuôi con nhỏ, nên nó có thể sẽ bị bỏ đói đến chết. Chú khỉ con không biết tìm đâu, con khỉ mẹ đã không để ý đến nó. Nó đã bị bỏ đói, đành phải bới tìm thức ăn theo bản năng của loài khỉ. Không tìm được gì, nó chỉ còn cách ngậm ngón tay thay cho vú mẹ. Trong khi đó, loài khỉ này lại khác. Khỉ mẹ như một người canh giữ đầy kinh nghiệm. Nó không cho phép bất cứ con khỉ cái nào khác tới gần khỉ con của nó. Những kẻ mới đến chỉ có thể ngồi từ xa. Những hành động lôi cuốn cũng đã có tác dụng bởi khỉ mẹ lúc này đang ngồi thư giãn. Khỉ con cảm thấy tự tin, nó tìm đến bên con khỉ cái kia.